Hello cho các anh em. Hiện tại thì mình đang ở Seoul và một buổi sáng rất là đẹp trời, hơi lạnh lạnh se se một chút xíu thôi. Và các bạn biết không, mình đang phải đeo khẩu trang bởi vì là mình làm một cái việc rất là dũng cảm, đó là không hề make up khi ra ngoài đường. Mà ở Seoul thì như các bạn đã biết đấy, tất cả mọi cô gái luôn make up rất là lồng lộn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là mình sẽ đi mua đồ make up và sau đó là mình sẽ make up bằng chính những cái đồ mình mua. Và có một cái điều đặc biệt ở đây, đó chính là mình lựa chọn cái sản phẩm make up nào sẽ phụ thuộc vào chính các bạn. Và mình sẽ up những cái sản phẩm make up lên trên Insta Story, sau đó là mình sẽ nhờ các bạn vote. Và sau 5 phút thì sản phẩm nào được lựa chọn nhiều hơn thì mình sẽ lựa chọn sản phẩm đó. Sau khi mà mình đã mua đồ xong thì mình sẽ tìm một quán cà phê ở đó để có thể make up ngay. Cái video này mình nghĩ là sẽ hơi dài một chút đấy, và các bạn hãy cố gắng xem nhé. Vì đầu tiên thì mình nghĩ chắc chắn là chúng ta sẽ đi lựa chọn kem nền đi. Mình đã bôi dưỡng rồi, hay là mình sẽ lựa chọn nhanh chóng, sẽ lựa chọn cushion nhá. Và mình ở đây thì mình có một cái Lisa, mình sẽ lựa chọn cushion của Lisa. Sản phẩm này thì là cover và glow của cái sản phẩm này là glow ampoule. Ở trong thì nó cũng khá là khác nhau ấy, một loại thì nó đặc như thế này đó, còn một loại ở trong thì nó sẽ là như thế này. Thì không biết là các bạn sẽ lựa chọn cái loại nào. Và sau 10 phút thì tỷ lệ mua cái màu gold này là 80%. Đó, nên là chúng mình sẽ quyết định là lấy cái màu gold này, mình sẽ lựa chọn màu 23. 23 sẽ phù hợp với cả da của mình hơn. Ngay trong showroom của Lisa thì mình có nhìn thấy hai cái set rất là xinh. Ở đây có một set là tông cam đỏ, cam nâu đỏ, rất là kiểu mùa thu mùa đông rất là hợp này. Ở đây còn có một cái tông màu một màu hồng đất nữa. Một cái set của họ thì như thế này đây, và nó có cả màu mắt này, màu má và cả hai màu son nữa. Cả hai set này mình thấy đều rất là xinh này. Các bạn hãy chọn cho mình nhá. Cả hai set này thì mỗi một set có giá là 34.000 won, nhưng mà hiện tại đây là họ đang sale 30% và có giá là 23.800 won. Sau 5 phút có khoảng 60 bạn vote cho mình thì là cái set cam ở phía dưới chiếm 60%. Thật là may vì đây cũng là set mình thích. Nên mình sẽ mua cái set này. Đây nè. Mình đang ở showroom của Espa và bây giờ là mình sẽ đi chọn màu má. Ở đây thì mình đang nhìn thấy là có hai loại màu má này. Mình thì không biết từ màu má dạng phấn lắm bởi vì cái đèn đang rất là khô. Nên là mình sẽ lựa chọn một là màu má dạng cream như thế này, hai là màu má dạng cream đặc hơn như thế này. Thì sẽ thử lựa chọn hai màu, sau đó các bạn sẽ chọn cho mình xem là mình nên dùng màu nào nhé. Wow, màu hồng khá khá. Nó lên rất là nhẹ nhàng, nó kiểu ửng ấy. Sau 7 phút thì các bạn đã chọn bên phải nhiều hơn với 64%, đó chính là cái màu má dạng nước này, bóng ẩm. Mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là hợp với cả da của mình, cũng như là phù hợp với cả cái tông màu mà màu mắt với cả màu son mình đã chọn lúc trước. Thực ra màu này cũng xinh mà mọi người, hay là mình mua cả hai nhỉ? Clio thì rất là nổi tiếng với cả cái bút kẻ mắt ấy, nên là mình sẽ vào đây để lựa chọn cái sản phẩm bút kẻ mắt cho mình. Đây chính là bút dạ mà mình đang tìm. Lần trước mình đã dùng một lần rồi nhưng mà nó hết rồi. Đây là bút dạ mà gọi là best seller của Clio luôn. Thì ở đây có hai màu là màu 01, màu đen này, và ở đây là màu nâu. Thì theo các bạn là với những cái tông make up mà các bạn vừa lựa chọn cho mình ấy, thì cái tông màu này thì ta sẽ nên lựa chọn là liner màu đen hay màu nâu. Kết quả sau 5 phút thì các anh chị em đã chọn liner màu nâu chiếm tận 74% lận. Nên tất nhiên là mình đã động cái liner màu nâu. Mình vừa mới phải đi nạp thêm năng lượng các bạn ạ. Vừa uống hộp sữa xong, ăn sáng xong được có một tí thôi mà đã lại cảm thấy rất là đói rồi. Kiểu bây giờ cảm thấy không bao giờ thấy lúc nào là cảm thấy no ấy. Mình vừa mới đi một số những cái store để mua một số sản phẩm, mình thấy là mình đi những cái store lẻ ấy,
thì hình như là hơi mất thời gian và đi bộ rất khá nhiều, nên bây giờ chúng ta sẽ vào một cái store tổng hợp kiểu như là Oliver Young chẳng hạn, để chúng ta có thể tiện cho cái việc mua sắm hơn nhá. Oliver Young tận ở đầu đường bên kia cơ. Hello, trên đường mỹ phẩm tha hồ mà chọn rất phải đi nhiều. Ở đây thì loại của Majorica, Majorica thì là làm rất là dài, siêu dài và cong mi. Còn cái sản phẩm này thì là dài và không dài và cong luôn. Tức là hai cái sản phẩm này nó trên xe này thì chắc các bạn là chúng ta sẽ đi sản phẩm nào nhỉ? À, cả hai đều có giá là 18.000 thôi. Mãi đi xem quá, mình để cho cái mascara tận 27 phút lận và mọi người đều chọn là cây bên phải là cây Kiss Me này, 73%. Thế nhưng mà cái bạn bán hàng bạn lại recommend cho mình cái sản phẩm này đấy. Nhưng mà thôi mình sẽ cho các bạn nhé, đó chính là sản phẩm này, Kiss Me. Còn bút chì cả mày nữa, hình như là có bút chì cả mày nữa, mình còn thiếu gì không ấy nhở. Bây giờ mình đã lựa chọn hai loại chì kẻ mày, và nó cũng khá là bình dân hơn. Một cái là của Peripera, còn giá là 4.000 won đầu chì như thế này. Còn một cái là của hãng mình cũng khá là lạ, là hãng Lily Direct thì phải. Nó có giá là 7.000 won và đầu chì nhỏ hơn. Một cái là đầu chì to hơn và dẹp, một cái là đầu chì tròn và mảnh. Đó, cái này thì có 4.000 thôi, còn cái bên này thì là 7.000. Wow. Sau 11 phút thì kết quả của chì cái mảnh xuất sắc luôn. Đó, vậy là mọi người đều chọn cái đầu bút chì mảnh như thế này của Lily Direct. 57%. Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn là tạ khối này. Ở đây mình thấy rất là hay là có những cái khách khối tối thì họ có cả cái highlight sáng này, sử dụng hay cả phấn phủ luôn, rất là tiện, có thể mua nhiều sản phẩm ấy. Ở đây mình có nhìn thấy có hai sản phẩm giá không chênh nhau, đó chính là một sản phẩm tạ khối tối của Clio màu số 03 này. Đó. Và sản phẩm khác đó là sản phẩm của Amimi. Đó, hai sản phẩm khá là giống nhau, giá cũng như vậy luôn, thì theo các bạn là mình sẽ lấy sản phẩm nào? Còn tạo khối thì thực tế thì mình lại khá thích cái màu bên này này. Nhưng mà các bạn đều lựa chọn cái này có lẽ là do cái thương hiệu của Clio quá là nổi tiếng. Và ok, mình sẽ lựa chọn là chúng ta thấy hai cái cũng chân chơi ra thôi. Mà vì cái này mình đã từng sử dụng qua rồi nên mình muốn thử một cái sản phẩm này xem sao. Nhưng mà ok, mình sẽ cho các bạn cái này nhá. Mình check luôn các cái khuyết điểm. Ở đây thì mình chọn hai loại những khuyết điểm này. Mình nghĩ là mình sẽ chọn dạng lỏng lỏng thôi. Ở đây thì có hai loại, là một loại là giá 10.000 won của Laka, và một loại là 9.000 won của Amimi. Vậy là món đồ cuối cùng các bạn đã chọn cho mình cái sản phẩm này có giá 9.000 won, tiết kiệm cho mình được 1.000 won. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong việc là mua đồ theo cái sự bình chọn của các bạn. Bây giờ thì mình nghĩ là trước khi mình thực hiện make up thì mình sẽ phải đi ăn ở đâu đó đã. Bây giờ đói mới cả mắt rồi. Và sau khi ăn xong thì mình sẽ tìm một quán cà phê. Thực ra thì mình đã tìm từ hôm qua rồi. Mình thấy quán này cực kỳ hợp lý để có thể ngồi quay những clip make up. Tí nữa chúng ta sẽ bật mí nhá. Đây, mình đã tìm được một cái quán này rất là phù hợp. Ở đây thì là vừa có make up store này, vừa có bán mỹ phẩm này, vừa có cà phê nữa. Thành ra là mình sẽ khá là phù hợp để mình có thể ngồi ở đây quay make up. Cuối cùng thì mình không thể tìm được một quán cà phê nào có ánh sáng đẹp và rõ ràng, bởi vì hôm đấy tự dưng sau khi mua xong thì ánh sáng lại sầm tối xuống, không còn nắng nữa. Nên là mình đành phải mang hết cái đống đồ make up mà mình đã sắm theo ý các bạn á để về nhà, mà bây giờ mình mới có cái thời gian để thực hiện được cái make up look này. Và để xem là với những cái món đồ mà các bạn đã lựa chọn cho mình thì mình sẽ hoàn thiện cái gương mặt này và sẽ có một cái make up như nào nhá. Bắt đầu thôi. Wow, nhìn mặt tởm vãi. Bây giờ mình sẽ chụp một tấm hình before sẽ xem là lúc sau đó mình sẽ thấy sự khác nhau như thế nào.
Sản phẩm đầu tiên mà các bạn lựa chọn cho mình đó chính là sản phẩm Glow Apple Back của Misa. Đây, ở trong thì sản phẩm nó sẽ như thế này này, nó không phải là dạng cushion mà nó là dạng kem nền nén và có những cái vệt dưỡng chất ấy. Có thể là cái sản phẩm này nó hơi lạ nên là các bạn thích và hào hứng nên là muốn lựa chọn để cho mình thử hơn. Mình cũng hồi hộp để xem là với cái sản phẩm này thì không biết là nó có làm biến hóa được cái làn da đang rất kinh khủng của mình hay không. Màu 23 thì nó khá là phù hợp với cả màu da của mình. Cả hai sản phẩm mà mình đưa ra đó chính là sản phẩm cushion này với sản phẩm Ampoule Pack. Thì sản phẩm nào cũng là dòng glow cả, bởi vì da của mình hiện tại đang khá là khô, nên là mình nghĩ là với một cái sản phẩm dầu độ ẩm ấy thì nó sẽ phù hợp với cả da mình hơn. Okay. Cảm nhận ban đầu là khá là xứng đáng với cả 25.000 won của mình. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm che khuyết điểm dạng tuyết của Amimi mà các bạn đã vote có giá là 9.000 won. Thực tế thì cả hai cái sản phẩm này mình cũng đâu đã dùng cái nào đâu, mình cứ thấy là nó ổn, ok, mình test ra tay thấy được thì là mình để các bạn vote. Cái màu mà mình đang lựa chọn ở đây là màu 002 các bạn nhé. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái bông mút cushion này để tan luôn phần mắt này. Hiện tại thì cả hai cái sản phẩm mình đang sử dụng nó đều có cái tông thiên vàng một chút, nó khá là đúng với cả cái màu da của mình. Cái màu này thì nó không sáng hơn cái màu kem nền mà mình đánh lúc trước đâu, nó chỉ hơi một chút xíu thôi. Nếu như bạn nào mà muốn trắng hơn nữa, da mình hiện tại đang là da trung bình nhé, thì các bạn có thể mua cái tông màu 001 chẳng hạn. Sản phẩm màu má dạng cream của Espoir các bạn đã vote cho mình và mình mua với giá là 23.000 won, rất là đắt tiền. Và cái này có màu là Young Apricot, một chút ở hai bên má. Nó có màu kiểu cam đào. Và để có thể apply cái màu má này lên thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải làm nhiều bước, từng lớp một, chứ không thể nào ngay lập tức màu má sẽ lên đậm ngay được. Chúng ta cứ blend dần, sẽ tạo nên một cái màu má nó rất là tự nhiên và nó hơi ửng ở trên da của các bạn. Đáng tiếc là nó chỉ phù hợp với những cái bạn da khô như mình thôi. Còn nếu mà các bạn da dầu quá hoặc là những bạn nào mà có quá nhiều khuyết điểm ở dưới vùng má thì mình khuyên là các bạn nên hạn chế dùng nhé. Bình thường ấy, có rất nhiều các sản phẩm má khi mà mình apply lên sau khi mình đánh kem nền ấy, thì nó sẽ làm cho kem nền của mình bị trượt ra và không còn mịn màng như trước nữa. Còn hiện tại thì với cái sản phẩm này của Espoir thì hoàn toàn là kem nền vẫn nguyên xin như vậy và cái lớp da của mình nó vẫn mịn màng và trông nó rất là thật. Phấn tạo khối của Tio. Phấn này có màu số 03 và mình sẽ sử dụng hai cái bên này trước để thay thế cho cả phấn phủ luôn. Hôm đó mình không hề mua một hộp phấn phủ nào cả, mà mình sẽ sử dụng luôn hộp tạo khối này để thay cho cả phấn phủ này cũng như là tạo khối. Bởi vì trên thực tế thì với cái làn da của mình tự nhận thấy là mình không cần phủi phủ quá nhiều phấn, bởi vì da đã khá là khô rồi. Đó, nên chỉ cần một chút ở phía trong gương mặt để cho da mặt của mình nó bừng sáng lên là ok rồi, để tạo cái độ bền nhất định nữa thôi. Còn đâu mình không cần phải phủ toàn mặt nữa. Cái màu đậm này để mình sẽ tạo khối tối xung quanh này. Chỉ cái mày của Lily by Rest. Sản phẩm này thì có hai đầu, một đầu là để kẻ mày này và một đầu là để chải mày. Sản phẩm này hôm đó mình đã mua và các bạn đã lựa chọn cho mình có giá là 7.000 won. Cái màu mình lựa chọn là cái màu đậm nhất của cái bảng chì này. Cái đầu bút chì này khá là mảnh. Mình nghĩ đó cũng là lý do vì sao mà các bạn đã lựa chọn cho mình. Đây, và đây là cái set mà các bạn lựa chọn cho mình giữa tông hồng đất và tông camo đất. Thì thật may là các bạn đã lựa chọn đúng cái tông màu mà mình cũng thích hơn nữa, đó chính là màu camo đất.
Ở đây là tông màu số 1 các bạn nhé. Và cái set này thì gồm một set màu mắt này và hai cái son. Đây, tí nữa rơi. Mình sẽ mở cái set màu mắt này trước. Đây, đó, nó rất là nhỏ gọn thôi. Và nó hơi bóng bóng nhưng dễ dính vân tay đấy. Trông thì khá là đẹp. Và cái màu mắt của ở đây thì có màu mắt này và có highlight nữa. Màu mắt này thì trông khá là dễ sử dụng và nó là cái tông cam nâu đỏ ấy. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái màu hơi cam cam, có nhũ một chút ở cái bảng này. Vì không mua base mắt nên là mình sẽ sử dụng che khuyết điểm để thay thế cho base mắt luôn. Wow, màu lên khá là chuẩn, chuẩn hơn mình nghĩ. Mình sẽ tan cái màu này khắp bầu mắt nhé. Tiếp theo mình sử dụng cái màu nâu nude này để tan một chút vào phần đầu mắt. Cá nhân mình thấy cái bảng này tuy là nhỏ gọn ấy nhưng mà nó mix các màu mắt vào khá là chuẩn, rất là dễ để cho mình có thể kết hợp từ đậm đến nhạt và sử dụng được tối đa tất cả các màu mắt lên trên cái phần mắt của mình để tạo ra cái hiệu quả tốt nhất. Một chút tông đỏ rượu. Những cái tông màu đỏ đậm và chóe như này này, tông màu nó rất là mạnh thì mình khuyên các bạn là chúng ta không nên tan quá cao mà chỉ nên tan tập trung ở cái phần chân mi mắt và tan nhỏ nhỏ ở phần mí mắt thôi để tránh bị rợn. Nó cứ thế tan các bạn nhé, mình không nên dùng cọ quá chặt. Mình sẽ tan vào 1/2 đường mí mắt từ phía ngoài vào trong. Màu cuối cùng trong cái 4 màu mắt này đó chính là màu nâu, mình sẽ sử dụng để viền chân mi mắt nha. Đó, mình sẽ sử dụng để viền vào chân đường mi mắt mảnh mảnh ở phía dưới. Cái việc này sẽ làm dịu đi cái màu mắt mà các bạn đang đánh. Mình lấy lại cái màu nút nhạt nhất ấy để tan một chút ở phần sương mày. Đây, cái màu má này, nó gọi là highlight này, màu má cũng được. Mình thấy nó khá trùng với cả cái màu má dạng cream này như trước ấy. Nên là mình sẽ apply cái phần nó một chút lên cái vùng gò má này. Một chút chút để vừa tạo độ highlight bắt sáng này mà lại tạo hiệu quả cho cái màu má dạng cream mình mới đánh lúc trước nữa. Mình không dám sử dụng cái này ở những cái vùng khác trên gương mặt bởi vì mình sợ là da đang có nhiều khuyết điểm ấy mà mình cho lên những mũi hay là trán sẽ càng lộ ra nên thôi nha. And đây là mascara của Kiss Me và hôm đấy mình mua thì mình còn được tặng thêm một chiếc gương rất là đáng yêu nữa. Cute chưa? Hôm đó thì em nhân viên bán hàng có tư vấn cho mình cả Majolica nữa. Nhưng mà khi mà mình up lên thì các bạn đều thích Kiss Me hơn. Thực ra Majolica cũng là một hãng rất là ok ở bên Nhật. Nhưng mà có lẽ Kiss Me Heroin quen thuộc với các bạn nhiều hơn. Còn mình thì cả hai sản phẩm đó mình đều chưa được sở hữu. Nên là thực ra cái nào cũng được ấy. Mình thấy rất nhiều bạn review về sản phẩm này mà trên thực tế đến hôm nay mình mới dùng. Có hơi bị nhà quê quá không nhỉ? Mi dưới nào. Mình thấy về độ cong của cái mascara này khá ổn, độ tơi cũng rất là tốt. Còn về độ dài thì so với cái Muri mà hôm trước mình đã dùng ấy và mình livestream này cũng như là up lên page everyday ấy thì mình thấy cái Muri kia cái độ dài nó tốt hơn nhiều. Cái này thì độ dài nó cũng ổn rất là tốt này nhưng mà độ dài thì mức vừa phải. Thế nhưng mà về độ tơi thì rất đẹp. Nó làm cho mi của mình không hề bị bết vào nhau. Wow. Bước dạng cái mắt, hôm đó mình đã đưa hai option là một màu đen và một màu nâu của Studio Q Cover và thật may mắn là các bạn lựa chọn màu nâu. Tại vì với cái tông màu này thì mình nhận thấy là màu nâu nó sẽ tạo cái hiệu quả tốt hơn. Mình chỉ cần kẻ một chút ở phần đầu mắt này, phần sát chân mi này và sẽ đưa đôi mắt ra như thế này. Đó.
đổi màu nâu thì trong cảm giác mắt nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong set của Misa có luôn hai màu son mà bên nhãn hàng đã mix sẵn cho mình rồi, thế là chúng ta đỡ phải nghĩ là sẽ mix màu son gì nữa. Thỏi này kiểu size mini ấy. Màu này cũng đẹp ha. Cái màu đỏ đất đậm hơn thì mình sẽ dùng ở phía trong lòng môi. Ta, vậy là mình đã hoàn thành xong thử thách là make up bằng đồ mà các follower của mình đã lựa chọn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp mình hoàn thiện cái gương mặt này cũng như là cái make up lúc này. Mình tự nhận thấy là đây là một cái make up look khá là thành công. Nó rất là chỉnh chu và thống nhất tổng thể. Từ mắt này, lông mày này, má và môi cũng như là cái lớp nền cũng khá là ổn với cả làn da hiện tại của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và có thể là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau. Và biết đâu mình sẽ lại thử một cái thử thách nào đó và cần đến sự hỗ trợ của các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta đã phải hẹn nhau rồi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau. Bye bye.